tên Châu, đầu gấu tiếng tăm ở khu chợ Lam bao kê cùng với các em thu nợ. Ngày hôm nay mạnh cho quyết sang bằng khu này thịt con Châu rồi sẽ chiêng luôn nghe bà. Mạnh chó ơi chắc chú chưa nghe danh chị Châu này, nếu ngoan chị thương còn hư to tương vỡ bờ. Bước chân vào trong tù 15 năm, mình đã quyết tâm hoàn lương rồi. Nhờ thế nên đến hôm nay chị Châu được ra tù. Cố lên chị ơi, về giúp ích cho cuộc đời. Mẹ của con, thời gian khiến cho mẹ đã già. Kìa, con tôi giờ đã lớn khôn thật rồi. Chị dấu yêu chúng em đây cũng rất là nhớ chị. Lúc chị vừa đi, bọn em cũng thôi việc giang hồ. Mấy đứa già hết cả rồi, giờ còn làm giang hồ làm gì nữa hả em? Mặt đứa nào cũng nhăn như quả táo thầu rồi. Thôi bây giờ không đánh đấm được ai nữa đâu em ạ. Giờ mình về hoàn lương thôi. Hoàn lương thôi các em nhá. Về dạy cho nghề mới nhá. Về thôi con ơi. Nghe phong phanh là thông tin cũng hơi mong manh, là bà Châu năm xưa giờ đây cũng đã ra tù. Bao năm qua thu xưa vẫn chưa nguôi ngoai, vì tại con Châu kia một con mắt của tao đã mù. Tập trung anh em, đợi mình có mỗi hai ta thôi. Mày đi thuê thêm rồi đi bắt cóc con nó về. Em yêu ơi giờ mẹ Châu đã quay về rồi, đợi sang năm sau thôi là anh sẽ lấy em làm vợ. Bọn mày ra tay đi chần chờ hay đắn đo thêm chi, cùng chờ xem nhà Châu kịch hay sẽ có ngay bây giờ. Đưa chị cây đinh dựng lên quán mai xinh xinh, về hoàn lương thôi em, giờ ai cũng mong yên bình. Chị Ngọc Minh Châu của em, chị nhận ra em mạnh không? 15 năm đã qua em rất nhớ mong chị. À biết tin này chị già, em có ngay món quà để chị em gửi trong tin nhắn. Cầu xin quan nhị ca phù hộ con trai của con, lần này con quyết tâm đi cứu cháu mình về. Lỗi do con mà ra, ân oán trong giang hồ, giờ đây con quyết tâm ra đi cứu cháu mình về. Chị, mọi người ở nhà hết đi, mình chị đi thôi. Hãy nhớ làm bạn của con chị. Bây giờ chúng mình hoàn lương rồi em ạ. Yêu của em nhất chi rồi, à mà nhất chi rồi. Sao mày ơi, em có làm sao đâu, tao đến đây rồi. Chị khóa cổ xe chưa, trộm đầy đấy. Ôi, vì mày mà tao chột mắt, mày làm đại ca tao chột mắt, nên tao bắt luôn thằng con mày, nên lo bắt luôn thằng con mày. Ôi ôi, thân đoàn ấy do tao mà ra, giờ đây mình tao đến đây xin trả ra. Giá 4.500 một cân đừng có mắc cả. Một mình mày thì đơn giản quá, ta sẽ nấu hay luộc nó ăn thịt Châu à. Tao nghĩ ta nên sao thôi, à quên, tập trung đánh đi đừng đấy nhìn à. Lên ai dạ, ai dạ, ai dạ, ai dạ. Ôi trời 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 trời. Châu à, Châu bây giờ cũng chỉ để xào rau muống thôi. Này, đào đâu ra mấy cái quả táo tàu này đấy?
Hả? Lên lão rồi, hết đát rồi nhá. Nhìn đội hình của Mạnh Chó ăn Mạnh Chột đi, tươi trẻ khỏe khoắn thế này. Các em tiếp tục. Này, này, tiếp tục. Bố mẹ chúng mày nuôi chúng mày lớn, để bây giờ chúng mày về chúng mày đánh bố đánh mẹ chúng mày à? Mày đánh mẹ mày đi, đánh mẹ mày đi. À, mẹ à? Bố à? Sao? Thuê nhầm người rồi à? Ui, cho về đội bạn luôn nhá. Ê, đội mình vẫn còn con át chủ bài. Hải béo, Hải béo. Hải, Hải ơi, Hải béo ơi, Hải béo, Hải béo. Hai con vẫn không sao là tốt rồi. Thôi, về mẹ tổ chức đám cưới cho nhá. Vâng ạ. Hải, Hải, Hải đợi đấy. Nụ, nụ bạc cái gì? Vui các con thành nên lứa đôi, áo mới may ai cũng non đẹp dáng ngời, giờ hoàn lương làm đẹp cho đời, ngày xuân lại thêm tươi vui, năm mới sang thêm niềm vui. Giờ đến cơ người bán áo dài ở khắp nơi, nước tiếng vang khách đến may đo ngập trời, ngọc mình trầu may đo áo dài mặc vào để diễn đi chơi, xuân ngất ngay luôn bạn ơi. Ngọc châu chuyên may áo dài, người đẹp vì lụa xinh tươi, hay đến mua ngay bạn ơi. Áo dài Ngọc Minh Châu, 30 Trần Quốc Toản, Phủ Lý, Hà Nam. Số điện thoại 0915 612 119. Áo dài Ngọc Minh Châu, tôn vinh vẻ đẹp của bạn.